52 hộ dân ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh gần nơi ở bệnh nhân số 1347, giáo viên tiếng Anh được phong tỏa sau khi cơ quan chức năng thông báo ghi nhận ca COVID-19 này lây nhiễm từ nam tiếp viên hàng không, bệnh nhân số 1342. Từ trưa mùng 1 tháng 12, lực lượng chức năng đã túc trực tại con hẻm nối từ đường Phạm Phú Thứ ra đường Bình Tiên, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, gần nhà bệnh nhân số 1347. Nhiều nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lần lượt lấy mẫu phết mũi họng cho người dân. Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 cho biết, khu vực cách ly có 52 hộ dân sinh sống với 197 nhân khẩu lân cận nhà bệnh nhân 1347 tại hẻm đường Bình Tiên. Từ tối 30 tháng 11, lực lượng chức năng đã lấy mẫu 197 nhân khẩu thuộc 52 hộ dân. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi lấy mẫu. Theo ông Bình, lực lượng chức năng địa phương đã cung cấp các suất ăn cho người dân trong khu vực cách ly. 3 bữa ăn một ngày, mỗi người một suất ăn 30.000 đồng. Lực lượng chức năng sẽ phát phiếu cho người dân đăng ký suất ăn phù hợp với từng người. Các mạnh thường quân, đoàn thể đã ủng hộ mì gói, gạo cho người dân trong khu vực cách ly. Đoàn Thanh niên quận 6 cũng phát động phong trào thanh niên xung kích hỗ trợ chăm lo cho lực lượng trực gác, lực lượng làm nhiệm vụ, theo dõi nhu cầu của người dân để kịp thời hỗ trợ và động viên. Thưa quý vị, thông tin về một giáo viên tiếng Anh đã nhiễm COVID-19 từ một tiếp viên mang virus khi người này cách ly tại nhà ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã lo lắng cho nhiều người dân. Như vậy, đến thời điểm này thì Việt Nam đã ghi nhận tổng số nhiễm là 1.350, số khỏi là 1.179, số người tử vong do COVID-19 là 35. Chiều ngày hôm qua, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã họp khẩn giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cũng có hướng dẫn biện pháp phòng dịch khẩn cấp đối với những người đến các địa điểm mà bệnh nhân 1347 từng đến, bao gồm 6 địa điểm phải liên hệ với y tế địa phương cách ly tập trung tự theo dõi sức khỏe. Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, 6 địa điểm bệnh nhân 1347 từng đến bao gồm 1. Khu vực Highlands Coffee của Trung tâm Thương mại Vạn Hạnh Mồ, quận 10, từ 20 tới 21 giờ ngày 22 tháng 11. 2. Quán karaoke Icons, phòng 201, địa chỉ 120 Thành Thái, phường 12, quận 10, từ 22 giờ ngày 23 đến 0 giờ ngày 24 tháng 1. 3. Quán Ốc Phượng tại 47 Công Chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11, từ 20 đến 22 giờ ngày 25 tháng 11. 4. Phòng tập City Gym tại 119 Phổ Quang, phường 9, Phú Nhuận, từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 18, ngày 23, 24, 25 và ngày 26 tháng 11. 5. Trung tâm Anh ngữ K-English tại 59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, Tân Bình, từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 11. 6. Trung tâm Anh ngữ K-English tại 285/24 Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, từ 18 đến 27 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong những ngày đầu tuần, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp. Đáng chú ý, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 12 này, miền Bắc nước ta sẽ đón từ 5 cho đến 7 đợt không khí lạnh. Trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 12, Bắc Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết rét lạnh vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ xuống thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao xuống dưới 11 độ. Kiểu thời tiết này sẽ còn duy trì trong những ngày tới. Khoảng 5 ngày đầu tháng, không khí lạnh còn duy trì cường độ mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Sau đó, không khí lạnh sẽ suy yếu dần và có khả năng tăng cường vào khoảng ngày 9 đến ngày 10 tháng 12. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng gây mưa cho các tỉnh miền Trung, khu vực Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng ít mưa hơn, đặc biệt là Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 12, tần suất không khí lạnh gia tăng, dự tính có khoảng 5 đến 7 đợt không khí lạnh gây giảm nhiệt độ và có thể xảy ra các đợt rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rét đậm khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng, tập trung ở vùng núi và trung du. Người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng băng giá và sương muối. Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu tập trung đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch, gắn với xây dựng lộ trình thực hiện phân loại rác tại nguồn, đưa nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đốt phát điện công suất 4.000 tấn một ngày đêm tại khu xử lý Nam Sơn, huyện Sóc Sơn vào vận hành trong quý 1 năm 2021. Theo đó, sau vụ việc người dân dựng lều chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn ngày 30 tháng 10, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị, ban ngành chức năng.
Nội dung văn bản nêu rõ phân công một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì trực tiếp làm việc, yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn hoàn thành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa vào vận hành, khai thác trong tháng 1 năm 2021. Dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn được chấp thuận đầu tư từ năm 2017 với tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng bằng vốn nước ngoài. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội, sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi cơ học của Bỉ. Nhà máy có công suất xử lý 4.000 tấn rác một ngày đêm và dự kiến công suất phát điện khoảng 75 MW điện một giờ. Được đánh giá là dự án điện rác có quy mô lớn hàng đầu thế giới. Dự án này do Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Thiên Ý là chủ đầu tư, tổng thầu MCC Trung Quốc thực hiện. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Nhật Bản, Cục Hóa chất và Hội hóa họa Việt Nam, Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam cùng Hiệp hội Đào tạo Kỹ thuật nước ngoài của Nhật Bản phối hợp tổ chức hội thảo đào tạo chuyên sâu về phân loại hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu GHS nhằm truyền đạt lại thông tin mới nhất phân loại hỗn hợp hóa chất về mặt sức khỏe môi trường theo quy định chung của thế giới. Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn dán hóa chất GHS là một hệ thống được thống nhất toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất. GHS đã được Liên Hiệp Quốc phát triển để thay thế các bộ tiêu chuẩn phân loại và tạo nhãn riêng được sử dụng ở các quốc gia khác nhau bằng một bộ tiêu chuẩn duy nhất, chuẩn hóa để phân loại và tạo nhãn hóa chất trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, hội thảo cho biết mục tiêu GHS là phân loại tính nguy hiểm của hóa chất trên 3 yếu tố. Thứ nhất, về mặt vật lý, cháy nổ, phóng xạ. Thứ hai, nguy hiểm về mặt sức khỏe, tác động đến cơ thể, độc cấp tính, ăn mòn, kích ứng da, nguy hại hô hấp, tác nhân gây ung thư. Thứ ba, phân loại về môi trường. Nhóm này thường rất nguy hại cấp tính, mãn tính đối với môi trường thủy sinh. Cái cuộc hội thảo này là nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương của Việt Nam và Bộ Thương mại Công nghiệp của Nhật Bản trong nhiều năm. Thì trong cái biên bản ghi nhớ thì phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề tăng cường năng lực về thực thi an toàn hóa chất nói chung và thực thi luật hóa chất nói riêng. Thì trong cái luật hóa chất thì nó có một cái việc tức là phải thực hiện phân loại và dán nhãn hóa chất theo quy định quốc tế mới, đấy là gọi là GHS. Thì cái cuộc hội thảo lần này là nhằm mục đích là để truyền đạt lại những cái thông tin mới nhất về phân loại hỗn hợp hóa chất về mặt sức khỏe cũng như về mặt môi trường theo cái quy định chung của quốc tế như thế nào để Việt Nam hài hòa với thế giới. Khóa đào tạo sẽ thực hiện kết hợp giữa hình thức trực tuyến của giáo viên từ Nhật Bản và hình thức trực tiếp của chuyên gia Hội Hóa học Việt Nam. Các học viên tham gia đến từ các cơ quan, doanh nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực an toàn môi trường, đặc biệt cung cấp những kiến thức cơ bản để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng những phương thức phân loại của thế giới áp dụng vào điều kiện Việt Nam. Phân loại và ghi nhãn hóa chất là điều vô cùng quan trọng và cần thiết, bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất và nhập khẩu hóa chất, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phân loại hóa chất và thông tin thể hiện trên nhãn. Trong bối cảnh các thành phố lớn đang thiếu nghiêm trọng về sân chơi, các con chơi ở đâu, chơi gì cho an toàn, bổ ích, tránh được tai nạn, thương tích là điều mà phụ huynh lo lắng. Và mới đây, một khu vui chơi vận động kết hợp với giáo dục và khoa học vui, đặc biệt là giúp phát triển IQ và EQ cho các bé từ 0 đến 11 tuổi, như là Sasuke nhí, mô hình thành phố thu nhỏ, tường Lego sáng tạo hay là các lớp học về vẽ, múa đã ra đời. Trên tinh thần lấy trẻ em làm trung tâm, ưu tiên hệ thống khử trùng hiện đại để tạo môi trường sạch sẽ, giúp trẻ vừa học vừa tham gia các hoạt động bổ ích. Với định hướng là nơi kết nối yêu thương của gia đình, khu vui chơi xây dựng mô hình theo quy chuẩn Nhật Bản và Bắc Âu, đề cao sự phát triển thể chất, mong muốn và sở thích của bé, đồng thời ứng dụng công nghệ nhằm giúp bố mẹ nắm bắt thông tin của con trong suốt quá trình vận động. Smart Kids không giới hạn thời gian tham gia, số lượng người lớn đi kèm hay khu vực vui chơi, và xây dựng không gian chờ riêng cho các bố mẹ, cũng như không gian tổ chức sự kiện sinh nhật, hội nghị. Smart Kids sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời nhất dành cho bố mẹ và bé mỗi lần tới vui chơi và học tập tại Smart Kids. Trong thời gian sắp tới, Smart Kids sẽ tiếp tục mở rộng mô hình tại các thành phố lớn để khẳng định vị thế của mình là khu vui chơi vận động kết hợp giáo dục hàng đầu tại Việt Nam. Vừa qua, Smart Kids Playground kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi nhằm gửi lời tri ân đến khách hàng để khởi động Smart Kids Education, khẳng định tiếp tục mang nhiều trải nghiệm thú vị cho bé và gia đình, cũng như mở rộng quy mô trong thời gian tới.
Thưa quý vị, còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này thì bà con nông dân đang tất bật cho vụ hoa cuối năm. Sau ảnh hưởng nặng nề từ các đợt mưa lũ trong thời gian vừa qua, tại hai vườn hoa cúc tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, các chủ vườn cũng đang dồn sức để chăm sóc hoa, đảm bảo tiến độ phục vụ cho thị trường Tết. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, liên tiếp là những cơn bão đã khiến vườn cúc hơn 1.000 chậu của hộ ông Trần Phước Hoàng, phường Hòa Cường Nam chịu thiệt hại nặng nề. Theo ông Hoàng, tình hình thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây mà còn gây nhiều bệnh về nấm, sâu hại, đòi hỏi phải chăm sóc vất vả hơn. Thì năm nay là thời tiết nó mưa nhiều và bão nữa, thành ra là hoa nó không lên, nó chậm lớn nữa đó. Bây giờ thì lại được có 20 phân. Cùng cảnh ngộ như ông Trần Phước Hoàng, những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, ông Nguyễn Quang Sơn tỉ mẩn chăm bón cho vườn cúc của mình. Dù gặp khó khăn, nhưng ông Sơn hy vọng sẽ kịp tiến độ để có hoa cung ứng cho thị trường. Trong quá trình mưa nhiều thì sinh ra nấm bệnh nhiều, cho nên làm nó khó hơn mấy năm. Cho nên có khả năng là cái chất lượng trái năm nay ra chợ thì cũng không đẹp như mấy năm. Với số lượng khoảng từ 6 đến 8 ngàn chậu, các chủ vườn cúc tại phường Hòa Cường Nam vẫn đang miệt mài chăm chút cho vụ hoa Tết. Kiên trì, chịu khó, những người nông dân ở phố như ông Sơn, ông Hoàng không chỉ kỳ vọng cho một vụ hoa Tết ấm no, đầy đủ, mà còn mong muốn được góp thêm chút sắc xuân cho thành phố đón năm mới với nhiều khởi sắc. Hiện người dân các vùng trồng hoa ở đồng bằng sông Cửu Long đang tất bật xuống giống cho vụ hoa Tết Tân Sửu 2021. Riêng làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, một trong hai làng hoa chủ lực của cả phía Nam, đưa vào sản xuất vụ hoa Tết với trên 100 hectare, dự kiến cung cấp tới 3 triệu chậu hoa Tết. Diện tích sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Tân Sửu 2021 của thành phố Sa Đéc khoảng 100 hectare và hiện đang vào cao điểm sản xuất. Chủ lực của làng hoa Sa Đéc trong các dịp Tết Nguyên đán vẫn là cúc mâm xôi, cúc vàng, cúc đại đoá, cúc kim cương, vạn thọ lùn, vạn thọ pháp, cúc đồng tiền, cát tường, dạ yên thảo, hoa hồng, hoa giấy, màu gà, mai vàng. Nhiều nhà vườn nơi đây cũng đang đưa ươm tạo, phục tráng lại nhiều giống hoa cổ, hoa lai tạo độc lạ như các loại hồng cổ, cúc tia, cúc đồng tiền mini siêu lùn. Dự kiến làng hoa Sa Đéc sẽ cung ứng cho thị trường Tết khoảng từ 2,5 đến 3 triệu chậu hoa các loại, trong đó cúc mâm xôi là trên 150.000 chậu, hồng trên 600.000 chậu. Tết Canh Tí 2020, làng hoa Sa Đéc cũng tung ra thị trường gần 3 triệu chậu hoa Tết.